Dạ em xin phép chào hai vợ chồng anh chị nha. Hai vợ chồng anh chị có thể giới thiệu là anh chị tên là gì? Chào chị Tiền. Anh Tiền ha. Còn chị? Tên Nguyễn Thị Nhi. Chị Nhi. Hai vợ chồng anh chị là quê ở đâu? Cao Lãnh. Cao Lãnh, Đồng Tháp. Dạ. Hôm nay hai vợ chồng anh chị về đây nhờ giúp đỡ gì đây? Nhờ tìm nhỏ gái bị người ta dẫn. Công ty rồi xong cái biển đó, cái vợ rồi, nó vụ nhỏ đi. Ôi trời đất ơi. Vậy là con gái nhà mình bị thanh niên có vợ dẫn đi. Dạ. Ô. Con gái nhà mình tên gì? Tên Trần Thị Huỳnh Như. Trần Thị Huỳnh Như. Bé nhiêu tuổi rồi chị? Bé sinh năm 2008, nó 16 tuổi. 16 tuổi. Sự việc này mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Có, ngày hôm qua có đi trình rồi. Và người ta nói người ta điều tra. À, vậy là nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng rồi đúng không ạ? Dạ. Sao mình biết được rằng là thanh niên có vợ kia dẫn con gái nhà mình đi? Tại vì sáng đó thấy tin nhắn của nó nhắn qua là biết hai đứa nó có quan hệ. Nên tức lắm, có lên tán cho nó là sao. Rồi trời hai đứa nó đi luôn. Thằng nhỏ này đi thì nhà thằng kia nó cũng đi luôn. Chị có thể chia sẻ lại chi tiết cái sự việc, cái ngày hôm đó mình tác động vật lý với con mình? Kia. À đánh thằng kia hả? Dạ. Rồi bây giờ mình chia sẻ lại này, hôm đó là sao nè? Ngày hôm qua tối đó, em nó lấy điện thoại á. Ngày là ngày mấy chị? Là bữa nay 10 20 tối 10 18. Rồi tối 18. Em coi điện thoại có nói cái tôi lấy thấy gì tôi lấy tôi coi tin nhắn, cái tôi thấy nó nhắn á. Nhắn tầm bậy tầm bạ, nó kêu nào là mặc quần đùi dán lên thì cho nó gờ nó mó. Thôi thôi mấy cái từ nhạy cảm đó mình không cần nói nhá. Dạ. Dạ. Cái tôi thấy vậy cái tôi tức quá, sáng vô công ty tôi nói gọi con tôi còn nhỏ mới 16 tuổi mà làm vậy đó. Tôi gửi những cái tin nhắn nó qua cho má nha, tự nó coi luôn. Mới tán cho nó ăn cái mới gì với này. Thiện hồi nó thấy nhỏ này làm cũng thấy nhìn nó coi nó có đó không. Thiện hồi nó mất tiêu rồi, tôi chạy tôi lệnh tôi hỏi người ta làm gần đó. Ta nói nó đi được toilet, tôi kiếm quá trời luôn trong khắp công ty á. Rồi hồi ta nói cái thằng kia cũng đi rồi. Trời ơi. Con gái nhà mình là đang đi làm hả chị? Đang đi làm. Ô mới 16 tuổi mà đi làm rồi ạ? À? Tại nhà khó quá nên mượn giấy cho cháu đi làm. Bé nghỉ học lâu chưa? Nó nghỉ học hôm trước dịch, mới học lớp 5. Hay lớp 5 là nghỉ rồi ha. Là mình hiện tại đang sinh sống và làm việc tại đâu? Củ Chi. Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Là mình ở đó ở trọ đúng không? Dạ, ở đó thuê trọ. Nhà mình mấy người? Dạ, 4 đứa con với 2 chồng. Ồ, 4 đứa con luôn à? Dạ. Vậy là bé này là con thứ mấy? Bé này con đầu. Gọi là chị cả đúng không ạ? Dạ. Chị lớn. Mày phát hiện được cái chuyện mà bé yêu cái thanh niên đó lâu chưa? Đầu hẳn hơn nửa tháng vậy. Nhà cũng có phiên con. Là cái thanh niên đó là làm chung với bé nhà mình hay như thế nào? Làm chung, nó là giúp, cũng như nó làm cấp trên của mình. Nó làm cái gì, cán bộ hả? Dạ. À. Sau đó thì khi mình biết được cái chuyện vợ lỡ, giờ thanh niên và con gái nhà mình thì vào đấy dạ. mình bắt tay cậu kia luôn. Không có đánh, chỉ mời ra quán cà phê với chị. Nó là bé nó nhỏ vậy đó, rồi đừng có chọc ghẹo phá em nó này kia nọ. Rồi nó hứa là mới ban đầu có nhắn tin, nó hứa là nó không biết thì thôi, mà biết rồi cho tiền nó không dám. Sao lúc đó mình không báo công an? Nó đang có vợ mà nó làm cái nó chuyện mà nhắn tin thôi, với lại á tôi thấy tôi cũng không muốn ấy, nó cũng nói chung là gọi là có chuyện ABC rồi đúng không? Hả? Có chuyện thấy chị không đáng để mình tự giải quyết á, nên thôi cũng tội nghiệp người ta có con nhỏ nữa. Nói chung là cũng tính thương người á. Dạ. Yeah. Tức là cái thanh niên kia đang còn vợ còn con? Không, hỏi nó hoặc con nói nhỏ con gái nói là con của nó vợ nó bỏ đi cấp sanh con được 2 tháng ôm tiền bỏ đi. Nó nói vậy mình biết nó vậy thôi chứ còn không biết nữa. Có thật hay không thì cũng nói cũng không biết nữa. Rồi có phiên con nói biết đâu nó gạt con là sao, biết đâu vợ con nó dưới quê thì sao. Vậy sau đó về mình có nói chuyện với con gái nhà mình không? Có. Mình về mình nói thì sao? Thì cũng phiên nói con đừng có ấy, còn tôi sợ con tôi nó bị nó dụ đi, nên nó cũng nói thôi vợ mẹ thương con thì cho
con nhắn tin qua lại nhưng mà không được gặp hay tiếp xúc này kia nọ. Dạ. Cái nó có xin chủ nhật á, mằng chủ nhật nó không có làm. Dạ. Cái nó có xin đi chơi với bạn ở trong công ty á, đi ăn này kia nọ. Dạ. Thì tôi thấy nó lớn rồi thôi kệ cho đi ăn với mà cũng bạn gái không mà. Với người ta cũng có cặp á nên thôi cho đi ăn. Nhưng mà trong khi đi ăn đó thì cũng có thằng đó mà trước lúc tôi cho đi thì tôi không có biết. Đang yêu mà mối tình đầu mà làm sao mà quên được đây chị? Đúng không? Vậy là con nhà mình bỏ đi ngày nào? Ngày hôm qua. Ngày hôm qua là ngày 19 hả? Dạ. Khi đi thì con gái mình có mang theo thứ gì đi không? Dạ không, chỉ có bộ đồ không à. Vậy con gái mình không, là không có gì hết trơn á. Con gái mình đi giấc sáng hay giấc chiều hay giấc khuya? Giấc sáng 7 giờ mấy sáng. Tại giờ nó mới vô làm xíu rồi nó đi á. Nó trốn theo ca đêm, người ta làm ca đêm á, người ta ra ca nó trốn theo ca đó đi. Trời đất ơi, còn cậu thanh niên kia? Thì hai đứa nó đi lượt luôn. Ồ. Tại vì nó đi xíu vậy thì tôi phát hiện tôi đi theo, tôi cũng trốn theo cả ngày tôi đi ra. Và điện ổng đi lại nhưng mà ổng bằng xa quá nên ổng lại không kịp rồi ổng thấy. Đi mất tiêu luôn. Hai vợ chồng chạy khắp quần hết khu đó luôn mà không kiếm không gặp. Mình có gọi điện được không? Điện thằng đó nó xóa hết rồi, mấy người quản lý cấp trên của nó điện cũng không được nữa. Vậy là bây giờ là chính xác 100% theo gia đình nhà mình chia sẻ là cái cậu thanh niên đó là dẫn con gái nhà mình đi. Dạ. Cậu đó tên gì? Thấy để lên trên Zalo tên Hữu Lợi. Quê quán ở đâu? Nó nói nó ở Kiên Giang. Mình có hình ảnh không? Dạ có. Tí cung cấp cho anh em nhé. Dạ. Bởi vì con nhà mình là mới 16 tuổi thôi đúng không ạ? Dạ. Thật sự cái câu chuyện này, cái sự việc này rất đau lòng. Mới đây anh em tiếp nhận một cái trường hợp bé kia 17 tuổi cũng quen bạn trai qua Facebook. Rồi cuối cùng thì rất nhiều chuyện xảy ra. Hôm nay lại tiếp tục đến cái trường hợp gia đình nhà mình. Dạ, nên vợ chồng chị nhờ mấy em tìm bé gì em chị. Đau lòng thật chứ bộ. Vậy là cái cậu kia là theo như gia đình nhà mình ước chừng thì cậu đấy khoảng bao nhiêu tuổi rồi? Hôm trước chị có hỏi thì nó nói chị nó 23, 24 gì đó chị không nhớ nữa. 23 mà lần này mà dẫn con gái nhà mình đi thì bóc khoảng mấy cuốn lịch nữa là đủ luôn rồi đó. Là đủ 30 á. Từ hôm qua tới giờ gia đình nhà mình đi tìm ở đâu rồi, tìm con mình á? Tìm lên Củ Chi á, tìm vòng vòng khu đó quá trời đi tới khuya luôn. Có thấy không? Thấy tin tức nghe ngóng tình hình gì không? Có đi qua nhà trọ người ta nó ở chung á. Dạ. Nó mới về đây. Con bà chỉ là nó có ở nhờ là chờ lãnh lương rồi nó mướn nhà trọ khác. Nhưng mà ngày qua là nó đi luôn rồi. Hỏi có còn đồ nó đó không thì không còn gì hết á, chỉ còn cái mền không à. Cái hồi phía tôi nói ổng đi vào ảnh kiếm nó thử coi tối nó có về không. Cái ổng không có đi nên tôi bộ tôi đi mình. Đi mình ha. Trời tội nghiệp dữ à. Sợ lấy xe không biết. Thành ra tôi bộ tôi đi kiếm. Là chị là làm cùng với con gái luôn đúng không? Làm cùng. Trời đất ơi. Còn ba bé kia là còn đi học không? Dạ còn. Bé 13 tuổi với đứa 8 tuổi với đứa 29 tháng. Trời ơi con nhỏ xíu vậy hả? Trời đất ơi. Hai vợ chồng chị là năm nay bao tuổi rồi? Chị trong giấy căn cước 88 hả? 85. Nhưng mà tuổi thiệt của chị thì 88. Tuổi thật là 88 hả? Chị tuổi rồng. 88 năm nay mới cũng 36 chứ nhiêu. Còn anh là nhiêu? 39. Anh 39 hả? Hai vợ chồng giỏi dữ hả? Vợ chồng trẻ mà đẻ bốn đứa con là con lớn rồi giỏi á. Còn anh là làm công việc gì? Làm hồ là mình làm thợ hay là làm phụ? Làm thợ xây á. Thợ xây ha. Là thường thường là anh đi là sáng đi tối về đúng không? Dạ, sáng đi tối về. Làm hồ là cũng làm 8 tiếng mà. 8 tiếng. Chủ nhật được nghỉ anh ha. Dạ. Ai gọi cho anh đây? Linh Cường là ai đây? Khổ thế chứ lại. Vậy bây giờ là hai vợ chồng lại đang bỏ công hết công ăn việc làm đi tìm. Dạ. Vậy là cái chuyện mà con gái nhà mình với thanh niên trong công ty đã chắc ở xưởng biết hết rồi hả? Dạ biết. Mình có hỏi thêm cái thông tin gì giữa những người làm cùng không? Người ta tại vì làm khác line á, như là tôi cũng ít có khi lên line nó. Tại tôi làm line 38, nó làm line 56 nên tôi ít có lên trển.
Tôi không biết, chỉ hỏi những người trong live mình đó thì người ta nói là người ta chỉ gặp rồi người ta chào hỏi nói chuyện thôi chứ người ta cũng không gần. Vậy là cái thanh niên kia khi mà ở ngoài đời á, thực tế thì mình đã từng nói chuyện với cái thanh niên đó chưa? Dạ có. Nói nhiều có. Lần chưa? Không, có một lần mời ra, hai chồng mời ra quán nước. À cái lần mà mình phát hiện con gái nhà mình với cái thanh niên đó đúng không ạ? Dạ. Thì ra thanh niên nó nói sao với mình? Nói là bé nó còn nhỏ, nó mới đầu chị xưng nó là chị em, tại nó cũng hai mấy tuổi rồi, nó xưng nó thì thằng vợ con thương hay thằng mẹ. Bé nó còn nhỏ tuổi, mới 16 tuổi à. Nên nó không phải là đối tượng của cưng. Còn mà cưng chỉ chọc em nó qua đường thì cưng thương chị, cưng đừng có chọc em nó. Tội chị, nhà chị cũng khổ nên chị cũng cho em đi làm. Cái nó nói giờ nó lỡ thương vậy nên giờ nó tính xa, mà giờ nó nói lỡ thương vậy rồi nên nó thương là nó không có mà tính chuyện qua đường vậy đó. Rồi tôi cũng sợ nó dụ dỗ con mình đi nữa. Cái tôi nói thì giờ tôi giờ cũng không biết sao nữa, rồi thôi giờ nhắn tin qua lại thì làm gì làm, nhưng mà đừng có gặp mặt này kia nọ vậy đó. Vậy đó mà nó cũng dụ nhỏ đi luôn. Trời đất ơi, lỡ thương nó có vợ con rồi mà lỡ thương gì. Thì tôi cũng nói vậy mà nó nói vợ nó bỏ đi rồi. Sao thằng đó nó âm binh dữ vậy? Lúc đó anh có nói gì không anh trai? Có thì cũng có cảnh cáo nó rồi. Cảnh cáo sao? Cảnh cáo nó con gái tao ấy vậy đó, mà nếu mà còn lần nữa thì mày đừng có chấp rồi. Đã nó nhỏ ban tuổi đầu rồi. Ban đầu là anh có dự định là anh đánh nhưng mà tôi không cho, tôi nói. Ai đánh? Chồng hả? Dạ. Anh trai đấy hả? Tính đánh nó nhưng mà tôi nói á, mình nó ai cũng dân đi làm mướn hết trơn á. Dạ. Rồi á, mình đánh người ta rồi mới mốt ai đánh mình. Thì thôi giờ mình la con mình rồi mình kêu người ta ra mình nói chuyện. Đúng rồi. Nói nên từ đầu tới cuối không có nặng nhẹ tiếng nào hết trơn á. Việc gì cũng có pháp luật hết nha. Mình không có đánh giờ cũng không có nặng nhẹ tiếng nào hết trơn. Mình đụng tay đụng chân tới nó làm gì, không may nó như thế nào cái mình lại là người chịu thiệt thòi đấy. Thì em cũng có cảnh cáo rồi. Nói nếu cưng làm tầm bậy anh ra trình công an. Nói bé nó còn nhỏ là không biết ở tù chứ gì. Bây giờ nó mà vẫn cố tình ngoan cố như vậy thì để cho pháp luật trừng trị nó thôi. Dạ. Bởi vì con nhà mình mới 16 tuổi mà. Dạ. Cái này là nó đang vi phạm pháp luật rồi đấy. Dạ. Nếu mà nó mà gây một cái hậu quả gì nặng nề với con nhà mình thì cái khung hình phạt rất là lớn đấy, có thể là đến 30 tuổi nó mới được tự do đấy. Dạ. Chứ không hề đơn giản đâu. Khổ cái là con nhà mình sao dại dột thế. Trước giờ bé nó đã từng thương ai chưa? Trước là nó có nhắn tin qua lại với cái thằng cháu kia. Lại thằng nữa hả? Rồi xong cái tự nhiên không vô đây bị người ta dụ gì chứ nó nghĩ nhắn tin với thằng đó. Nhưng mà sao mình cho bé đi làm sớm thế? Tại vì dịch nó hai chồng với thất nghiệp không có việc làm. Bây giờ mượn giấy được người ta cho đi làm, với lại mấy tháng trước tôi bị... Ai mà gọi cho chị Hoài đấy? Làm ơn tắt giùm nãy tắt cái đồ máy bay mà sao không điện được. Tháng 8 ấy, tôi bị tai nạn, tôi bị gãy chân nên không có làm được. Rồi cái bé nó làm tiếp mẹ. Làm tiếp để nuôi các em đúng không? Dạ. Khổ thế đó, gia đình đông con mà. Chị 88 mà chị 4 người con là chị giỏi á. Nhưng mà thôi cố gắng, bây giờ trời sinh voi thì sinh cỏ thôi. Chị chắc làm lương có đủ để nuôi các con không? Anh chị làm tháng được bao nhiêu nào? Dạ. Chị làm tháng được bao nhiêu? 10 triệu không? Tăng ca này kia nọ thì không tới. 7-8 triệu hả? Dạ, 7-8 triệu. Còn anh trai là làm hồ là ngày được 500-600 không? 500. 500 là ngon rồi nha. 500 khi trời mưa gió nữa nghỉ tắt thường. Mùa này không có đều. Mùa này anh mới mổ á nên còn sưng nên nó làm một tuần khoảng 4 ngày, 3 ngày, 4 ngày gì đó. Đúng rồi, làm hồ mà nắng mưa thất thường, mà mùa này mùa nắng làm phê lắm. Anh thường thường là anh là thợ chính hả? Chính. Một ngày anh xây được nhiều không? Bao nhiêu mét vuông? Cỡ chừng 30 mét. Ghê hả? Một mình anh hả? Anh có lính không? Dạ. Có người phụ không? Có chứ. Mấy người phụ hồ cho anh đúng không? Hai người. Hai người phụ với kịp anh xây. Ôi trời đất ơi, dữ vậy hả? Một người đẩy hồ, một người đẩy gạch. Ôi ơi, thường thường em thấy là một người phụ hồ cho mấy người thợ xây mà. Mà mình anh phải hai thợ phụ. Ôi không, trời. Hai cũng vậy. Ta phụ chung chứ không phải là chung phụ riêng một người. À vậy hả? Thì... Tức là phụ chung cho một vàng vậy đó, bao nhiêu người xây vậy đó. À. Nếu mà phụ mình phụ không kịp đâu. Nếu là anh xây chứ là anh là thợ giỏi rồi. Làm cực anh ha. Mùa này mùa nắng nắng cực ha. Cực.
Vậy là mình nghỉ hơi ngày hôm qua với ngày hôm nay là mình phải nghỉ rồi. Dạ, nghỉ tìm con đó. Mất tiêu mất triệu bạc rồi. Chị đây cũng phải nghỉ công ty luôn rồi hả? Dạ. Trời đất ơi. Bây giờ lại bé lớn nghỉ nè, mẹ nghỉ nè, ba nghỉ nè. Ở nhà còn ba đứa con vừa ăn học vừa nhéo nhóc ở nhà nè. Mà trong khi đó thì cái cảnh đi làm thuê làm mướn khổ thế chứ lại con cái bây giờ nó sao đâu. Trời đất ơi. Bây giờ trên cái video này này, chị có cái điều nào chị tâm sự với con gái của chị, hy vọng con gái của chị nghe được để sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Chị nói với con gái đi. Nhà ơi, con về với mẹ là nhà mẹ không có la con. Con về đi, con có lỗi gì mẹ không bỏ hết á. Con nghe lời mẹ là được rồi, con về đi nha. Bà ngoại bệnh với quê á con. Khổ quá, khổ. Bà nói đi, bà nói chuyện với con gái đi nào. Bà tâm sự với con để cho con nghe được để con quay trở về. Được rồi, ấy về đi con. Khóc luôn rồi cô chú anh chị. Nào mình bình tĩnh lại, mình nói với con đi. Bây giờ như thế này này. Bây giờ cái cậu kia hiện tại bây giờ nhà mình đã biết được cái tin tức chính xác là cái cậu kia dẫn con gái nhà mình đi đúng không ạ? Dạ. Thì bây giờ cho cậu cơ hội là 1 đến 2 ngày dẫn con gái nhà mình về. Dạ. Với cái điều kiện là chưa tác động và chưa gây ra một cái hậu quả gì với con gái nhà mình. Dạ. Thì gia đình nhà mình sẽ bỏ qua hết tất cả. Dạ. Còn nếu mà không dẫn về, khi mà anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải cũng như là cô chú anh chị trên cộng đồng mạng mà tìm được thì gia đình nhà mình bàn giao cho công an nhé. Dạ. Không tha thứ nhá. Dạ. Mình có cái điều gì đó mình nhắn gửi tới cái cậu thanh niên dẫn con gái nhà mình đi không? Chị nói đi. Khổ quá. Chị nói trực tiếp tới cái cậu đấy luôn, dẫn con gái tôi đi đâu dẫn về, cho cơ hội 2 ngày. Lợi ơi, con dẫn con bé Như nó đi đâu á, con dẫn về giùm đi. Bà ngoại Như đau với quê á cưng. Dẫn con gái phải dẫn về. Giờ dẫn em nó đi đâu thì dẫn về cho chị đi. Bé nó mới 16 tuổi thôi. Mấy cái anh đội này á. Bây giờ là công an cũng vào cuộc rồi nè. Với lại á, ngày hôm qua bé đi á là có đi báo công an rồi. Và công an người ta cũng đang á cưng mà ông dẫn bé về là công an á đi vào cuộc là điều tra. Khổ quá. Nào anh trai bình tĩnh cho nói một cái điều gì đó với con đi. Được rồi, ấy gì thôi con. Mẹ nhớ con nữa. Anh thương con nhiều không? Thương nhiều. Anh thương bốn đứa con là anh thương như nhau hay là thương bé Như nhiều nhất? Bé Như nhiều nhất anh. Hả? Thương bốn đứa đều hết. Đều hết ha. Mà anh đi làm trời nắng này anh thấy mệt không? Mệt anh. Rất nắng nôi, dầm nắng, dầm mưa giải nắng đúng không ạ? Mùa nắng thì nắng trái, mùa mưa thì mưa ngâu đúng không ạ? Đều vì lo cho các con, lo cho gia đình. Mà tới giờ phút này thì con đang làm cho gia đình suy sụp hết tất cả mọi thứ, bỏ hết công ăn việc làm. Chắc có thể là bé còn rất nhỏ, tuổi đời còn rất nhỏ, bé chưa suy nghĩ được xa xôi. Thôi thì mình cũng không trách con. Nhưng mà như thế này, bây giờ con gái ở đâu đó thì con về đi. Để cho gia đình con ba mẹ, mẹ hứa, mẹ không có la con đâu. Để ba mẹ yên tâm, để đi làm kiếm tiền còn nuôi các em của con nữa cơ. Chứ không phải là mình con đâu. Bây giờ 11 giờ mà mẹ con ngoài đường, mẹ đi kiếm con á. 4 giờ sáng mẹ cũng sợ. Có khi nào con về rồi mà con sợ không dám vô nhà. Mẹ phải mở cửa mẹ ra đường mẹ kiếm con. Khổ quá. Nên mà con gái ở đâu đó nghe lời chú đi về đi. Đừng để các chú mà tìm được. Nếu mà không chịu về á, cái thanh niên kia mà không dẫn con về á, khi các chú để hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải mà tìm được là cái mọi chuyện nó lại khác nha. Chứ không phải là nó đơn giản như bây giờ đâu. Nên mà thanh niên tên gì chị? Tên Lợi. Quê quán ở đâu? Ở Kiên Giang. Này Lợi nè, anh nói cho mày biết này Lợi, nếu mày mà dẫn con gái nhà người ta đi đâu đó, đặc biệt là mày đã có gia đình, có vợ, có con rồi á, mày mà dẫn con gái người ta đi đâu đó thì mày dẫn con gái nhà người ta về. Bởi vì con gái người ta năm nay mới 16 tuổi, còn mày 20 mấy tuổi rồi. Mày biết là mày đang vi phạm pháp luật rồi đấy. Và đặc biệt rằng là anh em cũng như gia đình đã có cái thông tin của mày như thế nào rồi. Bây giờ gia đình cho mày cơ hội 2 ngày thì mày phải dẫn con gái nhà người ta về. Nếu mà để anh em mà không dẫn về, anh em mà tìm được lúc đó thì mọi chuyện nó lại khác nha. Bây giờ mình cho cơ hội là 2 ngày thôi. Dạ. Sau 2 ngày khi anh em mà tìm được là không có tha nha. Gia đình mình đồng ý không? Dạ đồng ý.
Còn bây giờ nếu mà chiều nay hoặc ngày mai mà dẫn về thì thôi mình hoan hỉ, mình bỏ qua. Bởi vì Dạ. ai cũng sai phạm. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. Còn nếu mà để quen á, thì bây giờ khi nào con gái nhà mình đủ 18 tuổi đi, Dạ. cho quen, muốn quen ai thì quyền tự do của con. Còn Dạ. bây giờ con mới 16 tuổi là đang sự bảo bọc của gia đình cũng như là xã hội. 16 tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, biết cái gì mà quen. Dạ. Rồi bây giờ không ai đi theo rồi nó tốt thì đỡ, nó xấu nó dần đi, nó bán tầm lâm rồi sao đây? Ví dụ bây giờ nó lừa đảo, nó bán vô động vô quán cà phê chòi, nó bắt đi làm cái này cái kia rồi sao? Lúc đó kêu ai bây giờ đây? Đúng không ạ? Thôi bây giờ anh chị cứ bình tĩnh, bây giờ chị cứ về cứ đi làm công ty đi. Anh cứ tiếp tục đi làm hồ để kiếm tiền nuôi ba đứa con nữa. Còn đứa 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 con này thì để anh em với lại cô chú cộng đồng mạng giúp đỡ đi tìm cho. Chứ bây giờ mình đi làm thuê làm mướn, mình ở quê thì Đồng Tháp mà mình lên đây làm thuê làm mướn mà mình cứ nghỉ việc cái gì, lấy tiền đâu mà nuôi con rồi đóng tiền trọ đây. Đúng chưa? Dạ, cảm ơn mấy anh. Bây giờ nghe lời em nè, sáng mai chị vẫn đi làm bình thường cho em. Dạ. Anh vẫn đi làm hồ bình thường. Còn mọi chuyện ở đây là anh em sẽ đi tìm tin tức cho. Nhá. Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự ngày hôm nay thì anh em lại tiếp nhận một cái sự việc con làm cho ba mẹ rất là đau lòng. Và toàn bộ câu chuyện thì cô chú anh chị xem cũng đã hiểu một phần nào. Thì em rất mong rằng tất cả các bậc làm cha làm mẹ qua cái video này hãy luôn luôn quan sát cũng như là kèm cặp con mình một cách là cẩn thận hơn. Bởi vì tình trạng hiện nay là các bé gọi là chưa đủ tuổi đã vướng vào cái chuyện tình cảm rất là nhiều cô chú anh chị ạ. Và đặc biệt khi đã vướng vào cái chuyện tình cảm thì có thể là các bé sẽ bị rất nhiều cái tổn thương. Nên mà rất mong tất cả các bậc làm cha làm mẹ hãy quan tâm các con nhiều hơn nữa và truyền tải những cái thông điệp, những cái cảnh tình, cảnh báo, cảnh giác của anh em đội sĩ người Thanh Hải đã đăng tải lên để giúp cho con em mình là có một cái môi trường sống là lành mạnh hơn nữa. Nếu ai dạ thưa cô chú anh chị, nếu cô chú anh chị xem video này thì có thấy bé trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp cũng như là đưa bé sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Gia đình nhà mình còn điều gì chia sẻ nữa không? Cái sự việc của anh chị thì anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ gia đình nhà mình hoàn toàn miễn phí. Thì hôm nay anh chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con gái. Thì anh chị có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Cố gắng nha, thôi cố gắng nha. Về cứ đi làm đi nha, đi làm để có tiền để nuôi ba đứa con sau nữa nha. Cuối video này em không biết nói gì hơn thì chúc cho vợ chồng anh chị và các con của anh là nhiều sức khỏe. Và cái điều đặc biệt là con gái sẽ quay trở về một ngày gần nhất. Em xin phép chào hai vợ chồng. Dạ rồi em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.